Và một ngày trước Tết Giáp Thìn, anh em Nhật Báo Người Việt và bạn hữu có buổi thăm những bác sống trong nhà dưỡng lão thuộc Lido Sài Gòn với niềm mong ước nho nhỏ là đem một chút mùa xuân đến với những bậc ông bà cha mẹ không còn được hưởng không khí đầm ấm cùng con cháu bên gia đình. Nơi chúng tôi đến thăm là hai trong ba cơ sở ở thành phố Anaheim và Garden Grove của nhà dưỡng lão Boarding Care Waiver. Con ở trên bên báo Người Việt á, đến đây là đầu tiên là để chúc Tết các bác. Thứ hai là cũng muốn đem lại cho các bác một cái gợi nhớ về những cái mùa xuân ngày xưa của mình hồi trước và Sài Gòn dịch bệnh năm các bác ha. Bây giờ ngày xưa bác ấy có nhớ là mình ở Sài Gòn mình mỗi mùa Tết là mình hát bài gì là nhiều nhất không? Lý rượu mừng. Thì bây giờ á, mấy bác cứ ăn, còn tụi con sẽ hát bài Lý rượu mừng để đón xuân với các bác nha. Nhà báo Doãn Hưng có thân phụ là nhà văn Doãn Quốc Sĩ đã qua tuổi bách niên gia lão hồi năm ngoái. Do hiểu tâm lý người già, anh đề nghị đến thăm các bác là phải có hát hò, có bày trò, các bác mới vui. Ngoài việc chuẩn bị chương trình văn nghệ, anh còn có những câu đố vui về Tết. Cũng là cái cớ để bác nào cũng có thưởng là một bao lì xì may mắn. Ngôi nhà này thì bình thường là khoảng 16 người. Tại vì là 8 phòng, 2 người 1 phòng. Những người nhà họ biết chỗ này đó là tại chị làm cũng gần 20 năm rồi. Thế nên người ta biết, họ đi giới thiệu nhau. Arizona có, New York có, Washington có, Texas có. Dạ, cũng mới vô thôi đấy. Tôi mới gia nhập đây. Hồi đó tôi là nữ quân nhân, Eco làm ở Eco Militia Interrap mà để là cấp bậc hồi đó tôi là thiếu úy, dạ lâu lắm rồi, dậy ngủ lâu rồi, dậy ngủ đang đi qua Mỹ theo cái chương trình ODP đó cô. Sau khi rời cơ sở trên đường Magnolia, chúng tôi sang thăm các bác ở cơ sở trên đường Taft thuộc thành phố Garden Grove. Thì chúng cháu thay mặt báo Người Việt đến đây để trước Tết là chúc Tết các bác. Cái thứ hai là sẽ gợi lại cho bác nhớ một số các cái kỷ niệm về những cái mùa xuân xưa của mình ngày xưa thời còn trẻ trẻ. Thành ra cái việc đầu tiên mà để mà mình dễ nhớ nhất những mùa xuân xưa đó là mình hát lại những bài nhạc xuân ngày xưa. Nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt hướng về nhà, chung bà một sớm quê hương, bữa con về hòa mối yêu thương. Theo chị Tô Uyên, cư dân trong nhà dưỡng lão có độ tuổi từ 50 đến trên 100. Chúng tôi đã có dịp gặp vị cao niên nhất là Sơ Maria Mai Trung, 106 tuổi. Trước khi sang Mỹ, Sơ chỉ là người đi truyền giáo và không thuộc giáo phận nào. Con có báo cho một người bạn của con là một cái người ca trưởng ca đoàn ở trên San Jose. Thì con nói là con đến đi thăm một cái nursing home ở dưới này mà gặp một vị sơ 106 tuổi mà rất là tin tưởng. Thì anh đó đó, ảnh nói là có một cái bài hát mà để chúc cho sự bình an của đến với mọi người mà anh nói là nhờ của con đó gửi cho sơ cái bài đó. Thì bây giờ để con thay mặt cho anh Loan đó, con hát cho sơ nghe cái bài đó ha. Chiều dần khuất, nắng dần phai, sương đêm tìm về chập trùng, đêm thanh vắng giấc lẻ loi, thương nghe dòng đời nổi trôi, bao trong tơ bao chiều mến, con xin phó linh hồn con, nguyện cầu Chúa giữ gìn con,
qua đêm này đường bình. Chỉ thăm các bác được vài tiếng đồng hồ nên lúc chia tay đọng lại trong mỗi người chúng tôi cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì được dịp đem đến các bác một chút không khí xuân, nhưng cũng không khỏi nghẹn ngào vì biết khi khuất bóng chúng tôi, các bác sẽ buồn lắm. Vui xuân đến rồi, kính chúc các bác thật khỏe mạnh và một năm mới thật bình an.